Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người tại Mr. Zero, kênh bóng đá vui nhộn. Kepa tài năng đánh bật De Gea khỏi vị trí chính thức Tây Ban Nha. Hè năm 2018, sau sự ra đi của Thibaut Courtois sang Real Madrid, Chelsea đã đầu tư lớn cho vị trí thủ môn. Họ chi tới 71,6 triệu bảng, phá vỡ hợp đồng của Kepa với Athletic Bilbao, khiến anh thành người gác đền đắt giá nhất thế giới. Tại Chelsea, Kepa đã thể hiện tài năng, những kỹ năng đa dạng của chàng trai 25 tuổi này giúp anh chiếm được niềm tin từ huấn luyện viên Mario Sarri tới đương nhiệm Frank Lampard. Ở Tây Ban Nha, Kepa còn đánh bật De Gea khỏi vị trí chính thức của đội 1. Và bây giờ, hãy cùng Mr. Zero chiêm ngưỡng tài năng của Kepa nhé! Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho Mr. Zero nào. Tạm biệt! Đéo! Mày coi chừng mày chết chứ đâu mày! Đéo! Đéo! Và đéo! Ủa mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá! Thằng vô dân quá! Toàn rồi, toàn thật rồi bố em mà. Hè năm 2018, sau sự ra đi của Thibaut Courtois sang Real Madrid, Chelsea đã đầu tư lớn cho vị trí thủ môn. Họ chi tới 71,6 triệu bảng để phá vỡ bản hợp đồng của Kepa Arrizabalaga với Athletic Bilbao, biến anh thành người gác đền đắt giá nhất thế giới. Tại Chelsea, Kepa đã thể hiện tài năng, những kỹ năng đa dạng của chàng trai 25 tuổi giúp anh chiếm được niềm tin từ huấn luyện viên Mauricio Sarri tới đương nhiệm Frank Lampard. Ở Tây Ban Nha, Kepa Arrizabalaga còn đánh bật cả De Gea khỏi vị trí chính thức của đội 1. Hãy cùng Mr. Zero chiêm ngưỡng lại tài năng của Kepa Arrizabalaga nhé! Tháng 8 năm 2018, cả thế giới phải trầm trồ nhìn Kepa Arrizabalaga bằng con mắt ngưỡng mộ khi anh hoàn tất bản hợp đồng kỷ lục là 71 triệu bảng từ Athletic Bilbao tới Chelsea. Ở tuổi 24, chàng thủ môn người Tây Ban Nha đã trở thành người gác đền có giá trị chuyển nhượng cao nhất lịch sử bóng đá. Đó là con số đáng ngưỡng mộ với các cầu thủ lão làng, chứ chưa nói đến những người trẻ tầm cỡ Kepa. Tuy nhiên, để đạt được điều này, anh đã phải bước trên con đường không mấy bằng phẳng. Phút 39 ở vòng chung kết sớm Euro năm 2020, bóng được tạt khó chịu vào vòng cấm địa Tây Ban Nha. Elade Laoui đã khống chế bóng bằng cách tung ra pha dứt điểm không thực sự tốt và điều này chẳng có gì khó khăn cho Kepa khi anh có thể cản phá một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng vì màn cứu thua này mà tôi lại thấy câu nói 30 chưa phải là Tết nên được áp dụng trong tình huống này. Bởi lẽ, phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, trọng tài người Anh Michael Colliver cho rằng Kepa đã phạm lỗi với Elade Laoui trong vòng cấm nên đã dành cho Naoui quả phạt 11m. Có vẻ như là sóng gió bắt đầu với Kepa cũng như là tuyển Tây Ban Nha từ đây mà ra. Kepa lại vừa có thêm một pha cứu thua tuyệt hay trước pha đánh đầu lái bóng trệt khung thành. Phản xạ kịp thời, Kepa lao người về phía trước, nhanh chóng tóm gọn bóng trong lồng ngực. Phút thứ 20 của lượt đầu bảng H Champions League năm 2019-2020, sân Stamford có một phen rúng động bởi màn cứu thua thần sầu của Kepa Arrizabalaga. Theo đó, Valencia đã có pha dứt điểm đầu tiên với cú đánh đầu cận thành của Gaza, nhưng Kepa đã bắt bóng gọn ghẽ. Điều ngạc nhiên là trông anh cực kỳ bình tĩnh trước pha tấn công của đối phương. Có lẽ đây cũng chính là lý do tại sao bóng nằm gọn trong tay anh như vậy. Sai lầm của Zuma khi để bóng tới chân Matian là đã suýt phải trả giá. May cho Chelsea là cú sửa lòng của Matian lại quá nhẹ và đưa bóng đi thẳng vào chỗ của thủ thành Kepa. Và đương nhiên là cũng nhờ có phản xạ kịp thời của thủ thành người Tây Ban Nha nữa. Đường bóng thần tốc cũng như là khí thế hùng hục của cầu thủ áo đen, những tưởng sẽ làm lưới Chelsea rung dữ dội, nhưng không, dễ dàng gì mà qua được cửa ải mang tên Kepa. Khi chưa kịp cho cầu thủ đối phương tung cú sút thì thủ thành Chelsea đã lao xuống cản bóng, cầu thủ áo đen cũng vì thế mà ngã nhào ra. Kepa thực sự đã thể hiện rất tốt trong bộ áo của tuyển quốc gia ở trận đấu với Romania ở vòng loại Euro năm 2020. Sau nhiều pha tấn công hiểm hóc của các cầu thủ tuyển áo vàng, người gác đền điển trai người Tây Ban Nha đều ra đòn cực ngầu. Theo đó, số 10 nhà Romania đang truyền bóng cho đồng đội thực hiện đánh đầu, nắm được hướng bóng, Kepa nhã người, cản bóng dứt điểm bằng chân trái.
suýt nữa thì tự mình đốt nền đội nhà. Cũng may kệ bà nhà ta vừa người kịp thời đập bóng ra ngoài bằng tay phải. Firmino cũng vì thế mà được fan mừng hụt, hú hồn Chelsea ơi. Số 17 của Norwich tung cú sút xa dứt điểm, cứ ngỡ đây sẽ là pha bóng xé lưới nhà Chelsea, nhưng thần đền Kepa ra tay đẩy bóng điệu nghệ, đương nhiên là không hề có cơ hội cho Norwich rồi. Kepa chắc chắn là mang một nỗi căm thù với Mane lắm, khi mà hết lần này đến lần khác cầu thủ này muốn đốt đền của mình. Nhưng không để lý trí lấn át, thủ thành điển trai vẫn ra tay giằng mặt tiền đạo nhà Liverpool bằng những pha cứu thua dứt điểm. Nhìn xem, bóng sắp ra ngoài rồi, Mane vẫn cố gắng móc sang ngang, dù ở cự ly khá nguy hiểm nhưng Kepa đã kịp thời bắt bóng. Lần này, quyết định bỏ đền đi chặn bóng của Kepa là vô cùng sáng suốt. Khi cầu thủ số 7 đang cố gắng rê bóng về vùng cấm, Kepa nhanh chân lao xuống cắt ngang đường bóng của anh này rồi chuyền bóng lại cho đồng đội. Cứ bắt trọn bóng thế kia mà ai dám sút được chứ Kepa ơi. Cầu thủ áo cam tung cú sút bóng về phía khung thành nơi Kepa đang trấn giữ. Cú sút khá đẹp nhưng dù thế nào vẫn nằm trọn trong tay Kepa thôi. Áo đỏ số 6 chắc đang dẫn bóng với niềm tin mãnh liệt là sẽ hạ gục được thủ thành. Thế mà cuối cùng lại gục ngay trên đường dẫn bóng tới vùng cấm khi Kepa trượt người đỡ bóng và kết quả là anh này ngã khuỵu xuống. Pha cứu thua này gần như là không có thật ở ngoài đời. Có vẻ như Kepa đã bật chế độ thần thánh lên rồi sao? Bởi lẽ anh vừa cản phá bóng thành công, cú sút dứt điểm của Salah ở cự ly gần, cú sút mà dường như 100 người thì 99,9 người chắc chắn là sẽ ghi bàn. Nhưng không, kể cả tỷ lệ cản phá thấp đến đâu thì Kepa cũng là một minh chứng sống cho tài năng ở vị trí thủ môn của mình. Một cú sút cận thành của Firmino vừa bị Kepa cản phá, dứt điểm ngay vùng cấm nhưng siêu nhân không áo choàng Kepa đã bay người sang ngang, bẫy bóng bật ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của loạt cầu thủ Liverpool. Có vẻ như các cầu thủ Liverpool vẫn đang cố gắng chinh phục Kepa bằng liên tiếp những pha ghi bàn gay gắt cụ thể. Số 14 vừa tung cú sút xa từ đường truyền của đồng đội, Kepa kịp thời quỳ xuống bắt bóng trót lọt. Pha cứu thua kép ở phút 74 của Kepa giành được nhiều lời khen ngợi. Một số người thậm chí là không tin vào tình huống nói trên của thủ môn người Tây Ban Nha, đương nhiên là trong đó có cả tôi. Pha bóng diễn ra ở phút 74 khi Liverpool được hưởng phạt góc, bóng đến chân Salah bên cánh trái. Trước khi tiền đạo này tung cú sút chéo góc rất khó, tuy vậy thủ thành điển trai Kepa Arrizabalaga vẫn kịp đổ người cản phá cú đá hiểm hóc nói trên. Ngay sau đó trái bóng tìm đến chân trung vệ Virgil van Dijk đang tham gia tấn công. Và anh sút trong tư thế khá rảnh chân, sau khi đổ người từ cú sút của Salah, Kepa đứng lên nhanh chóng cản phá tiếp cú đá vào khung thành trống của Van Dijk. Tôi đố là ai có thể đoán được cảm giác của cầu thủ số 7 áo đen đấy? Hụt hẫng, bâng khuâng. Nhưng đang dẫn bóng dở thì bị thủ môn bắt mất bóng thì ai mà chẳng tức đúng không? Nhưng Kepa chỉ là đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi mà khi anh lao xuống cản phá đường bóng của số 7 bằng pha bắt gọn bóng trong tay. Bắt được đường truyền của Kepa, Boubacary Soumaré đang cố gắng dẫn bóng tới trung lộ. Thế mà chưa kịp làm gì, người gác đền điển trai Kepa đã cho ăn pha knockout thê thảm và bóng lại nằm gọn trong lòng thủ thành người Tây Ban Nha rồi.
thành thủ môn đắt giá nhất thế giới không có nghĩa là Kepa giỏi hơn De Gea. Giá trị của cầu thủ nằm ở khả năng của họ, và đó chính là điều mà chúng ta thấy được từ chàng trai này sau khi chuyển đến khoác áo Chelsea. Không run sợ, không áp lực, vững vàng trước khung gỗ là một phần quan trọng trong triết lý của huấn luyện viên Sarri. Nhưng đây chắc chắn chỉ mới là khởi đầu cho cuộc chiến trường kỳ sau này của Kepa. Liệu anh có đủ mạnh mẽ để minh chứng niềm tin của những người đồng đội cũ, những người thầy cũ dành cho mình là đúng đắn? Mong rằng Kepa của chúng ta sẽ có đủ lý trí và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Nếu các bạn thích video này, đừng quên nhấn like, share và nhấn subscribe rồi bật cả chuông thông báo nữa để nhận được những clip mới nhất từ kênh của Mr. Zero nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!